Việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi sẽ khiến virus hình thành khả năng kháng thuốc, dẫn đến việc điều trị không hiệu quả. Theo đó, bệnh nhân có thể chết vì vết thương bị nhiễm trùng hoặc các bệnh truyền nhiễm mà có lẽ có thể trị khỏi. Trong nỗ lực khắc phục tình trạng virus kháng thuốc, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã tìm ra hai hợp chất có trong các loại thuốc an thần hiện nay, có thể chặn đứng quá trình kháng thuốc của các loại virus, giúp thuốc kháng sinh phát huy hiệu quả. Hai hợp chất nói trên do nhà khoa học John Christensen ở Đại học Copenhagen cùng hai nhà nghiên cứu ở các học viện khác cũng của Đan Mạch tìm ra. Theo họ, các chất này có thể vô hiệu hóa cơ chế bơm ra, vốn là vũ khí giúp các loại virus đem các chất kháng sinh ra khỏi cơ thể chúng. Trái lại, khi không thể tống thuốc ra ngoài, virus sẽ bị chất kháng sinh tiêu diệt. Khi một dòng virus hình thành cơ chế bơm ra, chúng có thể kháng lại những loại thuốc kháng sinh đã nhận dạng, chứ không riêng thuốc aspirin. Phát hiện này là rất có ý nghĩa bởi tình trạng virus kháng thuốc hiện nay đang có chiều hướng gia tăng. Nhóm nghiên cứu đang tiến hành các thủ tục đăng ký nhằm sản xuất ra một loại thuốc chứa hai hợp chất nói trên để thử nghiệm trên người. Theo họ, quá trình này sẽ không mất nhiều thời gian bởi các hai hợp chất này đều có trong các loại thuốc an thần vốn đã được cấp phép lưu hành.